Anh em muốn thử vận may kiếm tiền online uy tín không sợ lừa đảo, đến ngay clmmvip.me, hệ thống chơi chánh lẻ Momo dịch tự động 24/7. Cách thức tham gia vô cùng đơn giản, đường link mình để dưới phần mô tả. Yo yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel mình đây từ Bà Đạo mọi người nha. Xin chào anh em của game Poke Đại Chiến mình từ Bà Đạo. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay chưa vào video cho anh em xem video về online xe thì đăng kênh đúng phải chính nhiều bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay tiếp tục hành trình đua top bật xe vào 1030 anh em nhé. Đầu video thì tôi có một thông báo nhỏ nhỏ anh em, ngày mai chắc tôi sẽ chấn chỉnh lại lịch ra video bên kênh này. Nói chung thì ngày vẫn bay video đều đặn cho anh em thôi, sáng trưa chiều tối đầy đủ 3 bữa, chiều đã chia sẻ các thời gian tôi chơi game thì tôi tranh thủ quay lại làm cái clip tiện kỷ niệm hay sao rảnh ngồi xem. Đấy, bữa nay thì hơi bụi bặm các bạn nên không thời gian quay cam được chứ ngày xưa anh em. Ở đây không có bạn nào giống tôi không, thỉnh thoảng tôi hay mò lại một cái video cũ anh em, nhiều khi xem này cũng thêm anh cuốn lắm chứ, kiểu mấy series đồ tốt các kiểu anh em. Đấy, tôi có quen vậy nên là nhiều khi các bạn quay lại cái cảnh nhỏ nhỏ kiểu nâng cấp update anh em đó, về sau thì xem lại nó vui đó. Ngày mai thì chắc lịch sẽ ra bắt đầu từ sáng là 7 giờ đấy anh em, sáng là 7 giờ hoặc 7 giờ 15 là video sáng, trưa sẽ rơi vào tầm 11 rưỡi anh em nhé, 11 rưỡi cho đến 12 giờ sẽ là video trưa. Ở đâu tối này thì chắc là tầm 4 giờ nha anh em nhé, 4 giờ đâu 5 giờ đấy anh em, 5 giờ 5 rưỡi, các bạn thấy hợp lý không? Hợp lý thì like share tôi phát, comment phát anh em, ý kiến phát nào tôi biết ạ. Ok, đầu video thì hốt quả vui anh em, đã có quả vui các bạn, tuần này nhà phát hành, quên, nhà phát hành anh em bên vui khá là kiếm nhiều cho hẳn 3 lần anh em. Nói thế thôi, đánh hôm đánh vui tôi đánh rất là khó các bạn nhá. Thật sự lần đầu tiên tôi vào không có khó thì cũng có khó thì mới có quà ngon anh em. Cái này cũng hợp lý, cái này thi đấu đúng này. Các bạn phải tranh map rất là nhiều các bạn. Đấy, mỗi người phải tranh 3-4 map thì mới đánh được mới có quà, hay là vậy. Thôi, giờ quay về con nàng này anh em. Sáng gọi Acer rồi anh em, tôi đang tính gọi luôn Ho về anh em, ngày mai gọi nhá. Ho về, gọi Ho về thì thay vào vị trí của Jaco luôn các bạn. Thời điểm hiện tại thì tôi không thấy con nàng này đằng nào bây giờ, trước mắt cứ chơi đạm thôi anh em. Thôi gọi Ho về anh em, để cũng đâu rồi. Gọi cho nó về anh em, chơi đến đâu chơi. Thôi cho lần mở qua nào. Ui. Ngon. Được hai cái bánh mì anh em. Ui, các bạn biết ngon gì không? Tôi vừa mở ra được một nồi cam đấy các bạn. Nhắc nhớ này, đúng rồi, cuối cùng nhớ ra hôm nay tôi chưa đánh chạm các bạn. Chắc để đến đầu giờ chiều đánh. Dương nào. Thêm ít đồ mở nào. Chúng mấy dương skin giờ tầm này skin thì dư giả rồi các bạn, dư giả luôn rồi. Rotom. Bộ bài, có kiểu cái bộ bài này để ở chỗ nào không nhỉ? Ok, shop nào, hồi vàng lên, rồi mua VIP, shop VIP xem đây có gì hot thôi anh em. Không có gì đặc biệt lắm các bạn, shop PK. Ok, bị nát à, mua mảnh Acer anh em. Đó, shop PK thì mua mảnh Acer thôi. Đó, giờ tranh thủ mua mảnh các bạn. Tích đấy, về sau còn dùng nhiều các bạn. Mảnh Acer này về sau tôi quy đổi ra còn dùng nhiều lắm đấy chứ phải không đâu. Rồi, được rồi. Vui 40k điểm. Ui. Tích từ bữa giờ anh em, bang boss vui phát đấy nhờ. Tôi thử đổi team bang boss vui phát này anh em. Cầm chỗ này không mang đồ đâu, đánh thường đâu các bạn. Đi xin ít quà vui nữa nào. Đó, rồi up đây anh em, dành mấy bữa nay rồi các bạn. Mười mấy k. Được 2,5 triệu các bạn. Có 2,5 triệu để sát thương rồi, hơi ít nhờ. Đập đá này như tôi cũng chưa đập các bạn. Nói chung nay bận rộn chưa làm được gì hết anh em. Sáng nay bận quá, đi làm về công việc nó hơi từ lưa. Bữa nay vào ngày mùa. Đấy, cho tôi giờ bắt đầu mới thu cà phê anh em, bắt đầu thu cà phê. Đó, nên là khá là bận. Còn mẹ thua cà phê, thua lúa. Nhà thì cũng có ít cà phê. Tôi thì cũng không, bây giờ thì cũng phải thu. Tôi chỉ hỗ trợ chở thôi. Nên cũng hơi bận rộn tí các bạn. Tranh thủ đi chợ cà phê về cho bố mẹ nữa. Đó. Giờ có gia đình riêng rồi nhưng mà vẫn phụ giúp ông bà. Đó, khá là vậy. Nên là hơi bận rộn tí anh em thông cảm. Ở đây có bạn nào nhà có cà phê không? Ở đây có anh em nào ở vùng Tây Nguyên không? Tôi ở Ngọc Hồi đây anh em. Đó. Có bạn nào gần ông comment phát con nào. Đâu ngày bị lộ địa chỉ anh em. Bất ngờ từ đường phố bị lộ địa chỉ. Chơi cho vui chứ lộ gì đâu. Ôi trời ơi, rồi hốt quà rồi anh em, nhận quà rồi, vui lâu lắm rồi thuê bét đâu chưa thay này anh em này. 75 về nào. Đó, đặt vào cho anh em sơi cho sướng các bạn. Đấy, lực chiến nó thay đổi. Up skin. Tăng HP mới crit à? HP đi anh em. Rồi. Ôi rồi. Ôi rồi luôn ạ, à. Đừng có mấy nháy ạ. À. Bay màu. Ui, còn thiếu một xíu nữa các bạn. Nhìn chuyên gia vậy các bạn, đa số vậy nha. Cũng hiến vào đấy giờ, thôi bằng vàng đi anh em. Công hiến nó có lên điểm không? Không các bạn, công hiến không lên điểm các bạn nha. Rồi, xem nào, xem lên cấp được chưa? Ui, con đường lên cấp còn xa và dài lắm các bạn. Nhận hai cái này là nhiệm vụ thôi. Rồi, nhận hai cái thôi anh em. Để hai cái ngày mai nhận các bạn, còn làm nhiệm vụ lệnh chiến đấy các bạn này. Đây. Rồi. Quá đài. Kiên đi lấy điểm anh em, nhận điểm về. Ok, đập đá chứ đập kìa, tí đập sau anh em. Dù nói khảm anh em. Có hàng về các bạn, hàng về. Rồi thu hồi thôi. Ok. Giờ đang nâng nguồn dòng HP đấy chứ đâu anh em. Tiếp nào lên nào. Rồi khảm vô. Úi xôi, tuyệt vời. Tiếp tục thám hiểm search. Sáng giờ chưa làm nhiều anh em, chỉ giờ chiều cho lên được level 300 thiên phú. Từ đấy các bạn lên được level bao nhiêu rồi comment con nào. Tôi mới lên 300 rồi đấy. Đây anh em, tôi nghĩ up dòng dưới này hợp lý hơn rồi đấy. Đây mở bên này cho mở bên kia nữa, nâng speed lên. Vip mái chữ úp các bạn, người úp vip quá, phải hết tiền các bạn. Còn mấy chục thôi mà nên VIP thôi mà không có tiền các bạn, khổ vậy. Đây 80. Tôi bị kẹt chỗ này mấy ngày hôm nay rồi ạ. Hôm nay giờ mình ngồi mình tẩy cái dòng đa này lên tăng tiến lực chiến cho nó vui các bạn. Nó lại không thiết thực cho lắm. Mà nó cũng khá là hợp lý anh em, nói dù nó là không thiết thực nhưng mà nó cũng khá là hợp lý. Thôi, chúng ta ba dòng chỉ số đè tẻ đây anh em. Rồi đi nhận là 300 một lượt. Là số đập cái này thì kiểu hên xui thôi anh em. Có nhiều hôm bạn hên gọi ra được cái tím, không ra được cái cam, nhưng mà bữa đập mấy ca lại mà không ra được cái cam nào các bạn biết rồi. Đủ biết là độ hên của tôi đến đâu rồi anh em. Nhân phẩm tôi thì lúc nào cũng vậy anh em. Khói bàn. Út chớp luôn. Đỉnh của nó. Rồi. Rồi chơi vậy. Rồi ok. Hôm nay có vẻ dư khá nhiều vàng nhỉ. Bây giờ mình đi đập đá phát nữa anh em. Đã tí nha, tôi đi vòng đấu với đập đá phát rồi quay lại quay tiếp thôi. Ok các bạn, xong nha. Đó, xong. Này cuối này các bạn đây. Gặp zin này. Auto nhanh các bạn, auto đi nhanh. Tôi là người các bạn, auto luôn đi. Sửa luôn cho nó gọn các bạn. Rồi đẹp luôn. Đó. Ok, xem là tôi ngoài mấy triệu vàng rồi. Lúc thì không có xu nào anh em. 8 triệu ngon lành. Uầy, vòng đấu 500 l anh em. Tiếp tục kim cương về túi. Shop nào. 8 triệu vàng, cái này thì được mấy nháy đâu mà. Đó, nhìn nhiều vậy thôi anh em, chứ vàng chưa bao giờ là nhiều cả các bạn, có thành tựu đâu lắm thế này. À võ đài anh em, vừa up thêm cái võ đài đã quên mất. Rồi. Ok, chúng ta qua căn cứ các bạn nhá. Qua đến một hôm hôm vàng á. À, quên mấy bữa giờ không mua anh em, mấy bữa giờ tôi cũng quên không mua các bạn. Trồng nào. Ok, trồng tiếp. Chủ một cá dưới kim cương thì để úp lên level 3 thôi, trồng từ từ đúng lên nữa anh em. Rồi. Chúng ta sẽ kiếm một ít nói hôm vàng anh em. Đây anh em, một số hôm vàng đây. Deep này. À, mua rồi anh em. HP 5 lần. Rồi 5 lần. Đây là đồng gì đa mà. Nộn anh em, nộn vào ấy nữa toàn đấy, 1 2 3. Rồi crit. Thấy chưa? Qua bàn anh em. Bài này có cái đây HP 2 của 1 à. Ui ôi. Đấy, 2 nháy các bạn. Trời ơi, đúng 2 nháy anh em. Củ 5 củ này. 5 triệu vàng đấy. HP 300. Còn làm cái cho nó vui anh em thế được rồi. Đó, 8 triệu vàng bay trong gang tấc các bạn. Tưởng gì cho vàng vào đây. Chỉ sợ không có đấy anh em, bao nhiêu cũng ngốn được ạ. Rồi Menoeta. Được. 2 củ 2. Ô, 2 triệu 2 rồi anh em, tuyệt vời. 2 triệu 2 rồi. Cũng vui, cũng được. Rồi mong sao mai bán vòng tay Z thôi anh em, chứ đợi lâu lắm rồi đấy. Sao phải có vòng tay Z thì mới biến đổi được anh em. Chứ giờ không có vòng tay Z thì thôi toàn luôn ạ. Bây giờ nút ra được bạn, phải đau đấy. Đau đấy, giờ có lên 80 này anh em. Giờ mà cố gắng lên 80 nữa các bạn. Làm vấn đề lắm chứ không phải là không. Phải không? Úi dồi ôi. Có tần gió đi theo nghe chừng nó vẫn khác nhờ. Mình PR liệu ăn được không anh em? Tôi nghĩ chắc là không đâu. Mình PR chắc là không ăn được các bạn. Nhìn này thấy rồi anh em. Đúng rồi, cứ từ từ anh em. Cứ bình tĩnh, mọi chuyện ở đâu còn đó anh em. Chưa nói trước được điều gì. Bút đây nào. Chưa nói trước được điều gì. Úi dồi. Vàng quá. Vàng quá, toàn quá. Ok, nói chung điều này cũng quẹn sương sự kiện như thế thôi anh em nhé. Hốt quả gùi các kiểu thế thôi. Ok, lại tích kim cương thôi. Video tôi xin phép anh em đây. Hẹn gặp mọi người clip theo, gặp video kênh Tự Tử Bán Đạn nhiều. Giờ thì bye bye. Và đừng quên ngày mai ghé qua kênh để tham gia event tặng ạc nhé. Tạm biệt.